Xin chào quý bà con thân yêu, ngày hôm nay Hoàng Anh mời quý bà con chúng ta cùng theo chân Hoàng Anh đi hái măng cụt sống để về làm gỏi gà măng cụt nha. Mà thay vì chúng ta giết con gà thì mình làm món gỏi khác được không ta? Bà con tư duy phụ với xung quanh coi, giờ mình làm gỏi tôm hay gỏi vịt gì hơn không? Chứ gỏi gà, mấy gà, nó khóc e quá trời luôn, quá đất luôn. Nào, trong video này thì Hoàng Anh cũng xin phép được giải thích với một số quý bà con chúng ta nhắn tin về hỏi Willow Farm là liệu là khi mà chúng ta hái măng cụt sống về rồi măng cụt, cây măng cụt của chúng ta năm sau có bị mất mùa hay không? Thì trong video này khi mà Hoàng Anh vừa nói thì vừa hầu chuyện quý bà con chúng ta, trả lời câu hỏi này cho quý bà con chúng ta luôn nha. Và thêm một cái nữa là hôm nay đặc biệt là Hoàng Anh hái măng cụt và Hoàng Anh phải ngồi, tại vì đây là những cây măng cụt thái theo phương pháp tháp chui cành. Và bạn này sẽ rất là sớm trái, tầm khoảng 3 năm là đã có trái rồi, 2 năm rưỡi tới 3 năm là đã có trái rồi. Bằng chứng cụ thể là ở trong công ty của Hoàng Anh có những cái cây măng cụt thái á, mà nó đã ra bông và đậu trái luôn. Và Hoàng Anh có quay video đó cho bà con chúng ta xem rồi đó, là rất là nhanh, rất là sớm trái luôn. Và những cái cây như thế này mặc dù nó cao, nó hơi thấp lè tè, tầm khoảng mét 6 hơn chút xíu, nhưng bạn này thì lại là rất là sớm trái. Thằng măng cụt thái của Hoàng Anh đang quay sở hữu cái vườn này rất là sớm trái nha bà con nha, tầm khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm, đúng cái thời điểm nó có bông là sẽ có trái thôi. Quan trọng là bà con chúng ta phải trồng đúng giống. Rồi bây giờ chúng ta chui vô cái lùm này, chúng ta tìm cái trái nào bự để chúng ta hái nha. Cái măng cụt thái lần này thì nó sẽ ra nhiều cơ đọt nha. Đây, cái trái cửa này là hái được. Thường thường khi bà con chúng ta hái á, bà con chúng ta hái cái măng cụt chín thì cái chỗ này nè, cái chỗ liên kết này nó đã dẻo ra rồi, nó đã mềm ra rồi, chúng ta hái một cách rất là dễ đúng không? Còn khi mà bà con chúng ta hái cái măng cụt sống á, nhiều khi bà con chúng ta bẻ cái, chúng ta bẻ luôn cái cặp lá này. Và Hoàng Anh cũng xin phép được chia sẻ chút xíu ở đây là cái thằng măng cụt á, nó không phải giống như sầu riêng. Sầu riêng là 45 ngày là ra một cơ đọt, mà một cơ đọt của nó là 4, 5, 6 cặp lá tùy theo giá trị dinh dưỡng mà con chúng ta đưa vào trong cây sầu riêng đó. Như bà con chúng ta xài bộ siêu phục hồi á, lá nó bự cỡ này và nó ra cái cả đọt nách, cả lá mới, cả cái đầu đọt mới luôn. Nên nó ra một lượt rất là nhiều. Thằng mít cũng vậy, tầm khoảng 30-45 ngày là nó ra một cơ đọt tùy theo sức của nó. Nhưng riêng đối với thằng măng cụt này bà con, một năm nó chỉ ra được 2-3 cơ đọt thôi, tùy theo sức khỏe của nó. Một năm chỉ ra được 2-3 cơ đọt mà bà con thấy rõ ràng. Bây giờ cái cơ đọt hồi nãy Hoàng Anh mới hái. Đây, cái cơ đọt này hồi nãy Hoàng Anh mới hái, đây là một cái cơ đọt của năm nay của nó rồi đúng không? Rồi bây giờ bà con chúng ta, khi bà con chúng ta hái cái trái măng cụt này, cái làm sao? Bà con chúng ta không biết, nhưng mấy anh chị không biết, cái anh chị bẻ vậy nè. Đó, cho em hy sinh miếng nha quý vị. Đó, anh chị bẻ vậy. Cái anh chị bỏ vô ở trong rổ, cái anh chị nói măng cụt xanh đẹp quá, hái có lá và chân cũng được nữa. Dạ quý vị, là nếu mà các anh chị đi hái mà anh chị kèm theo cái lá như vậy là cây măng cụt nó đang gọi là bị mất đi cái sức dinh dưỡng của nó. Lá dùng để quang hợp, lá dùng để sao ạ? Tăng cường sự sinh trưởng. Mà con chúng ta hái một năm ta ra được có 4 cái lá hả? Một đọt, một cơ đọt đó, một cơ đọt nha, anh xin phép được nhắc lại, một cơ đọt như thế này một năm ra được có một năm ra được có 2 cái cơ đọt mới. Anh Dương gọi, anh Diễn gọi hả? Một năm ra được có 2 cơ đọt mới thôi nha quý bà con nha. Mà bà con chúng ta khi hái, bà con chúng ta bẻ người ta dị mất tiêu rồi, làm sao năm sau có trái được? Nó không đủ lá thì nó không có ra trái. Nếu mà cây măng cụt của chúng ta hen, nó ra dày, khi bà con chúng ta hỏi ô sao cây măng cụt á, nó nói ra bông hồi đầu đọt mà sao có cây măng cụt có những cái đọt này đâu có bông đâu. Đây là những cái đọt thở bà con, và những cái đọt này bà con chúng ta chăm sóc tốt, dinh dưỡng đầy đủ thì những cái đọt này năm sau nó sẽ cho trái nè. Còn lỡ mà bà con chúng ta có hái ít gãy gãy đầu đọt về thì nó cũng còn những cái đầu đọt này để năm sau nó ra trái bà con nha. Còn nếu mà bà con chúng ta hái nhiều quá, năm sau nó không có đọt thở, nó không đủ sức và những cái đọt này cũng không có thì thiệt sự là năm sau năng cụt mất mùa. Nhiều khi chúng ta phải nhập từ Thái về chúng ta ăn cũng có nữa đó. Nên bà con chúng ta khi hái ham là măng gỏi gà măng cụt đồ này kia, nhưng mà cũng phải sao à, hái là biết chừng biết mực, chứ hái mà kiểu hái mà tận diệt người ta vậy rồi năm sau nó không thèm sinh sản nữa là ôi là chết luôn đó. Rồi hái vậy nè, chịu khó nói dòng rõ ràng là còn sống là hái. Cái khớp này nó không có nhẹ ra, nó không có dẻo ra để chúng ta dễ hái đâu. Đó, rồi đi kiếm mấy trái bự hái, tại vì cái cây này nó ra rất là nhiều cái gì quên nữa rồi, trời nên từ cổ trái, nên nó là cái trái lớn trái nhỏ nó rất là nhiều đó. Hái măng cụt sống là chúng ta phải đi hái cái trái bự chứ không có hái trái nhỏ. Mà con thấy cái cây măng cụt mới có 5 năm tuổi mà nó quá trời quá đất không? Mà hái măng cụt thái là phải chui vô trong nha. Chui. Nè, mà con thấy bên trong nè, cái cây nó có chút xíu à. Đâu rồi?
cây nó có chút xíu à, đâu có bự biết gì đâu, mà gốc nó có chút béo à, mà có trái quá trời quá đất chưa. Đó, hái là bây giờ á, biết, mình biết, mình làm nông nghiệp mà mình biết là cái cơ đọt nó quan trọng, nên khi mình hái mình nương nương vậy nè bà con, chúng ta mới biết được cái giá trị lợi hại của việc á, là khi mà chúng ta trồng cây măng cục thái. Sao ạ? Tại vì khi mà hái cái hai cái tay chúng ta với tới được, còn nếu mà bà con chúng ta trồng trồng cái măng cục hạt á là sao bà con, là nó rất là cao rồi, làm sao bà con chúng ta một tay chịu và một tay bẻ được, nên thành ra bẻ luôn cái đầu đọt là phải rồi, chứ không phải Hằng Anh la lối dịu gì mà bà con chúng ta không biết, tại vì nó cao quá, cái măng cục hạt nó cao quá bà con hái không được. Cổ này như hôm bữa cô mới hái mấy trái chín rồi đó, đi kiếm mấy cây lùng lực hơn xíu hái rồi đó. Làm gỏi gà măng cục hay là mình làm món gì măng cục ta? Làm gỏi gà măng cục hay làm tôm, gỏi tôm măng cục đi. Nè, có những cái trái nó điểm điểm vậy nè, rất là dễ hái. Nè, những cái trái điểm điểm cưng lắm. Nó vậy là cũng hơi cao với quanh rồi đó. Chứ mà kêu Hoàng Anh quay, leo lên cây măng bự, Hoàng Anh hái chắc Hoàng Anh với cái với cái gì, với cái khung hình của Hoàng Anh là chắc Hoàng Anh không leo được. Này là mới hái một cử hôm bữa chủ nhật nữa nha bà con, thấy hái rất là nhiều bữa hôm chủ nhật này đó, bà con thấy đã chưa. Qua đây nè anh Nghi ơi, xách cái rổ giùm em luôn anh Nghi ơi. Đi hái măng cục sống cũng khó lắm chứ bộ, tại vì đâu mà măng cực chín rồi chứ đâu phải dễ đâu quý vị. Hái là chúng ta phải không có, nó không có bị mất cái cơ đọt vậy đó. Cây này là 6-7 năm rồi nha bà con nha, nó hơi cao. Để bên chua vô trong. Nè bà con coi tàn của cây măng cục thái nè, nó rất là bự, nó rất là chi chít, thấy không? Rất là chi chít. Hôm bữa cái này là hái tới mấy cổ trái rồi. Năm nay là măng cục rất là trúng mùa nha quý bà con nha. Đó, bà con thấy bên trong quá trời quá đất luôn kìa, đã chưa, rất là dễ thương đó. Đã không, nói gì chứ không có thời gian làm gỏi gà măng cục đâu quý bà con ơi. Ở trong cái video này chủ yếu là Hồng Anh muốn chia sẻ với quý bà con chúng ta cái câu hỏi bà con chúng ta hay hỏi là năm nay liệu hái cái măng cục xanh như thế này thì nó có bị, măng cục của chúng ta có bị mất mùa vào năm sau hay không? Câu trả lời là có và cả không. Có là sao? Có, nếu bà con chúng ta hái cây măng cục mà chúng hái trái măng cục sống mà chúng ta hái luôn cái cặp lá của nó vậy là chắc chắn là sẽ mất mùa. Tại vì á, một năm măng cục nó ra có 2 cặp lá à, mà bà con chúng ta hái vậy năm sau nó không đủ lá. Coi không là sao? Không, tức là khi bà con chúng ta hái đúng phương pháp gì thì sẽ không bị mất mùa. Và sau khi mà thu hoạch xong, chúng ta sẽ tiếp tục á, gọi là đẩy cái nguồn dinh dưỡng vô đầy đủ cho cây măng cục. Tại vì một năm nó ra từ 2 tới 3 cơi đó, 2 tới 3 cặp lá vậy. Bà con chúng ta đẩy nhiều, nó ra khèo, không chỉ là ra cặp lá ở nhánh này, nó còn ra cặp lá ở trong những cái khèo này. Lá nhiều, đầu đọt nhiều, đủ cơi đọt, dinh dưỡng đầy đủ, phương pháp làm mâm làm trái đúng thì cái trái măng cục nó sẽ ra từ những cái vị trí này rất nhiều ha. Những cái vị trí mà nãy chúng ta vừa hái á, là năm sau á, là nó sẽ là nhánh thở. Còn những cái vị trí này năm sau nó sẽ là nhánh măng trái nè, vị trí măng trái nè. Đây nè, Hằng Anh hái cái chỗ vị trí này đó, hái vậy, hái vậy. Nếu mà con không khéo là con hái vậy nè đó, mà con không khéo là con hái vậy là coi như là mất đi nửa năm thanh xuân của người ta rồi. Nó mất nửa năm thanh xuân rồi nè. Nên khi chúng ta hái là chúng ta hái từ từ nhẹ nhàng, chứ bà con hái mà hái cái kiểu này thì thôi, bán bao nhiêu ký măng cục chơi là chơi dừa. Nhà vườn bán cho lái với cò thì rẻ, mà khi mà thiệt hại thì rất là nhiều. Nên chúng ta cần phải cân nhắc ở chỗ cách hái nha quý bà con nha. Hái là hái làm sao? Hái dày, hái từ tốn đó. Hái nhiều khi á, quanh có lợi thế là gì? Cái cây này là cây măng cục thái nên nó lùn. Hằng Anh còn hái, Hằng Anh còn chịu được cái phần này, Hằng Anh chịu lại. Còn nếu cây này á mà nó cao quá Hằng Anh đâu có chịu được, đúng không quý bà con? Cao quá chúng ta lấy cái kẹp chúng ta giật, hoặc là lấy cái gì nãy quên kêu bằng cái gì nè, cái gào á, chúng ta giật về nè, giật nó nặng quá thì nó đi luôn cái đọt phía trên.
nên trồng măng cụt Thái đi quý bà con ơi, nó rất là nhiều lợi ích ở trong việc làm gỏi gà măng cụt sống đó. Con đúng là lưu ý nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều, rất mong là video này hữu ích quý bà con chúng ta. Còn Hoàng Anh thì cũng không phải là khéo tay hay làm lắm, nên là về này giao lại cho các anh em ở nhà để mấy anh em gọt rửa rồi đi mua tôm đồ để làm gỏi thôi, chứ giết con gà nữa tội nghiệp gì lắm. Rồi hân hạnh tôm gỏi tôm măng cục hân hạnh được tài trợ video này. Xin chào và hẹn gặp lại.